Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn kính chào tất cả anh chị em bạn bè gần xa nha. Chúc mọi người một ngày mới thật nhiều là năng lượng, làm việc hiệu quả và gắng kiếm thật nhiều tiền để tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ mình với nha. Hôm nay thì khách rất đông nhưng mà mình mới bán được hai chiếc xe thôi. Thì hy vọng là buổi chiều hoặc là mọi người tranh thủ mà cần mua xe thì tới cửa hàng mình ủng hộ với nhá. Và mới về một lô xe thì mình hôm nay đang rảnh rảnh thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhá. Chắc là mình sẽ quay cái con cọp trước đi. Một siêu phẩm luôn nhá. Rất chi là đẹp luôn. Con này là xe mới đi chưa được một tháng nhá, đăng ký tháng 11 mình sẽ quay chi tiết cho mọi người. Con này thì được cái là vô inox từ đầu tới chân luôn. Đây này, trên này là cái nó nắp này là nắp lọc gió này, là vô inox luôn rồi này. Đây mình quay cận cảnh ở trong này nhá, cái dàn máy trong này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé, vẻ đẹp của nó nhá. Xe đẹp là phải quay thật kỹ mọi người ạ, còn xe xấu thì quay sơ sơ thôi, mình đùa cho vui thôi chứ tại vì xe này nó còn đẹp quá nên là mình quyết định quay chi tiết hơn. Cậu ơi, em đang lỡ quay coi khách, đặc biệt là xe này là đang vô cái cặp mâm này là rất là đẹp nha mọi người. Cái mâm này mọi người thay chắc phải mất 2,5 triệu một cặp, rất là đẹp luôn. Đấy, ốc tán này, cái màu đỏ nó cũng rất là đẹp luôn. Nãy có mấy khách đang hỏi AB ấy, thì mình quay luôn cho khách coi nhé. Đây, con này nó đẹp lắm. Nếu như mà mọi người quan tâm thì nhanh tay gửi cửa hàng mình ủng hộ mình nhé. Nếu như mọi người thích mua nhưng mà chưa đủ tiền thì có thể đặt cọc trước và giữ xe tầm khoảng 1-2 tuần mình lấy cũng được. Đây này, inox rất chi là nhiều luôn. Và xe này 2 chìa khóa luôn nhé. Cái này là phải bật đề một cái xong mới bật khóa được. Con này thì mới chạy được 714 km. Nói chung km thì đôi khi mọi người cứ nói là chắc là cửa hàng quay hết, nhưng mà mọi người nhìn đây là biết này, nhìn cái lốp nhá, không phải nói nhiều. Xe này không phải nói nhiều. Con này mình bán với giá là 38.500.000 đồng nhá. Anh chị em bạn bè gần xa quan tâm thì nhanh tay lên nhá, rất chi là rẻ rồi. Con này nếu như mọi người mua mới ngoài thị trường không dưới 50 triệu, phải 52 đến 53 triệu, mình nói thật đấy. Tại vì vô inox và vô mâm nữa nên là tốn tiền luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ quay một chiếc quay RSXFI đăng ký 2015 nhá. Con này thì đúng thuộc dạng cọp luôn. Xe vừa dán keo mình vừa lột xong và mình mới lấy về hồi tối đó mọi người. Con này thì biển số nó hơi xa tí và mình bán giá là 11.800.000 đồng. Chỉ với 11.800.000 đồng, anh chị em bạn bè có thể mua được một chiếc quay RSX đăng ký 2015 nhá. FI luôn, phun trăng điện tử, xe bao đẹp luôn. Rất chi là đẹp nhá. Đây, xe này đi bao nhiêu năm mà nó còn đẹp cỡ này này. Nói chung là thuộc dạng cọp luôn đó mọi người, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ siêu phẩm luôn. Mọi người nhanh tay lên nhé, tại vì những cái dòng xe rẻ này thì mình bán cực kỳ nhanh luôn. Ai mà cần mua thì phải nhanh tay hốt lẹ nhé, tại vì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn bán rất rẻ, với lại là có những chính sách bảo hành rất là tốt luôn. Cho chạy thử trong vòng 1 tuần này, bảo hành máy 1 năm này, bình đề 6 tháng này. Và mình mới về thêm một siêu phẩm này. Con này là biển số 48 nha mọi người. Bác ơi, bác coi xe gì coi đi nha bác. Đang kiếm dòng xe gì bác? Nô 5 đây còn chiếc này bác. Đây con AB này mình mới về xong này. Em đang quay mấy cái xe mới về em à? Dạ, nó nằm trên cái kệ đó, bác ra coi giùm em cái. Con đó màu trắng xanh, 13,5 triệu. À bác thích bến thành phố à? Vậy hết hàng rồi. Tiếc quá nhỉ. Đấy, con này thì đăng ký 2017, giá bán là 29.500.000 đồng nha mọi người. Biển số 48 này, lóc máy này, còn rất chi là đẹp luôn. In 3D cao cấp này. Cái này thì hình như nó có trầy một chút ở đằng trước này này. Thì lát ra mình sẽ đi giảm lại luôn, tại vì xe cũ mà nó phải có trầy đôi tí. Nhưng mà mình sẽ giảm lại cho đẹp nhá, cho mọi người mua đi test cho nó sướng luôn. Đó, 3D, in 3D cao cấp mà cái màu bạc này cũng rất là đẹp luôn. Con này giống cái con 38 bữa hôm mình bán nha. Giá bán 295 nha. Và bây giờ mọi người theo chân mình sẽ giới thiệu thêm một chiếc mới về nữa. Là một chiếc E135. Con E135 này là mấy bữa nay là rất nhiều anh chị em bạn bè hỏi luôn. Và bây giờ xe này mới về nha. Con này có dán keo, mình vừa lột xong.
Đấy, chưa rửa luôn nha, thì mình nốt công mình quay luôn. Con này mình bán với giá là 18 triệu 500 ngàn đồng nhá. Một chiếc ếch 135 này, đời 2014, giá bán là 18 triệu 500 ngàn đồng. Anh chị em bạn bè nào đang cần mua thì nhanh tay cái cửa hàng mình ủng hộ nhá. À, và tại vì sáng giờ là mới về chừng này thôi, mọi người mà quan tâm thì nhanh tay chốt xe nhá. Rồi mình xin phép dừng like clip ở đây. Chúc mọi người buổi trưa thật vui vẻ, và đặc biệt nhớ xem được clip của mình thì nhớ like, chia sẻ và bấm đăng ký theo dõi nhé, để cập nhật thật nhiều xe hơn nữa nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.